Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi tiếp livestream kế tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và dám chứng minh trước mọi nhà đầu tư về những giá trị thực tiễn của kiến thức ở trên thị trường áp dụng và tạo được ra giá trị. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn phải nhìn nhận, đánh giá được đâu là những giá trị thực tế trên thị trường. Bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, bản thân các bạn phải hiểu rõ đâu là những kiến thức mà vận dụng được vào trong thực tế trên thị trường, chứ không phải các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này các bạn lao vào mà không thấy được sự xác thực về thành công trên thị trường. Tài khoản này được xuất phát điểm từ ngày 15 tây tháng 10 năm 2019 với tiền nạp 10.000 đô trên thị trường. Cho đến nay tài khoản đã đạt tầm gần trên 17.000 đô ở trên thị trường với những giá trị tôi vận dụng giao dịch trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư muốn kiếm được bao nhiêu tiền, đó là ở năng lực bản thân của các bạn trên thị trường cộng với những diễn biến ở trên thị trường giao dịch Forex, chứ không phải chúng ta phải nhất định một giá trị là bao nhiêu trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả mọi giá trị thành công ở trên thị trường đều phải là cả một quá trình mà nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ được những giá trị kiến thức này của những người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Họ phải áp dụng vào trong thực tế để cho chúng ta nhìn nhận, cho chúng ta đánh giá trực tiếp về những giá trị này trên thị trường. Không có vụ thầy dạy ra bên ngoài mà đéo giao dịch được, không có vụ chia sẻ ra bên ngoài chỉ nói mồm, nói suông hoặc là bán lệnh trên thị trường như đúng rồi mà đéo bao giờ thấy được tài khoản của bản thân chúng giao dịch trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng á quân thế giới đẳng cấp thế giới hoặc bất kỳ một thằng nào được gọi là chuyên gia Forex hoặc bất kỳ một ai được gọi là thành công trên thị trường giao dịch Forex này, nếu không chứng minh được giao dịch thực tế trên thị trường, không chứng minh được những giá trị về tài khoản trên thị trường và xuyên suốt trong thời gian nhiều năm ở trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là kẻ lừa đảo trên thị trường và kẻ đó chính là kẻ sẽ thuộc chết nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này. Ai cũng có thể nói về thành công của bản thân họ trên thị trường, nhưng mấy ai chứng minh được những giá trị thực tiễn trên thị trường cho nhà đầu tư cùng theo dõi, cùng nhìn nhận và cùng đánh giá về những giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Để mà nhà đầu tư có hiểu được rằng khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường, các bạn phải trải qua cả một quá trình trên thị trường giao dịch Forex này. Không có vụ dễ dàng, không có vụ đơn giản trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, chỉ có dễ là dễ mất tiền và đơn giản tan ra bại sản mà thôi. Mọi giá trị trên thị trường đều phải có được thời gian để mà nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Đều phải có được thời gian để nhà đầu tư trải nghiệm và theo dõi và trực tiếp thấy rõ những giá trị đó của những người chia sẻ, họ vận dụng trong thực tế để tạo được ra giá trị lợi nhuận. Chứ không phải nhà đầu tư tham gia vào chỉ để ăn bánh vẽ về những giá trị lợi nhuận trên thị trường. Không có vụ thành công mà bằng lời hứa trên thị trường giao dịch Forex này. Tất cả đều phải là sự minh chứng để cho chúng ta đối chiếu, chúng ta kiểm chứng, chúng ta xác thực về điều này. Chứ không phải chúng ta tham gia vào chỉ để nghe về thành công, nghe kể về kết quả mà khi hỏi đến chúng ta không có một giá trị nào để chúng ta nhìn nhận. Đó là điều hết sức sai lầm của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang gửi đến mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Tài khoản xuất phát điểm 10.000 đô trên thị trường với những giá trị tôi đã close lệnh trên thị trường trên 4.000 đô, nhà đầu tư có thể thấy rõ về điều này trên thị trường giao dịch Forex. Đây là điều mà nhà đầu tư tôi đang cho nhà đầu tư thấy rõ và lệnh tôi đang giải lệnh trên thị trường và tài khoản đang lời khoảng tầm 3.000 đô ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ về giá trị này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh thực tế bằng chính những tài khoản của bản thân mình trong suốt thời gian dài của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi và website đào tạo Forex để nhà đầu tư cùng theo dõi và đánh giá. Tôi chia sẻ cho cộng đồng để cộng đồng nhìn nhận thấy được đâu là những giá trị thực tiễn, đâu là những người có thể giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex này.
xin lỗi nhà đầu tư không có vụ chụp hình ảnh, không có vụ chia sẻ mà không có căn cứ ở trên thị trường giao dịch Forex này, không có vụ bắn tín hiệu một cách vô giá trị trên thị trường này mà đéo thấy tài khoản, đéo thấy được những giao dịch trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, dám chia sẻ và chứng minh thực tế của kiến thức trên thị trường cho nhà đầu tư thấy rõ. Xin chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Chia sẻ chứng minh thực tế trên thị trường cho nhà đầu tư thấy rõ. Chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công.